Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mời các bạn cùng mình đến khu du lịch Hòn Phụ Tử ở Kiên Lương để khám phá một cái hang động gọi là hang Kim Cương, động Kim Cương các bạn. Do là khu du lịch này nó đang chỉnh trang lại cho nên là chưa có mở cửa cho mình đi tàu để tham quan mấy cái hòn đảo cũng như là một số dịch vụ khác, nên là hôm nay mình vào đây mình tham quan cái động Kim Cương thôi. Để đi vào động Kim Cương mình đi có lối này các bạn, đi vào cái chùa Hải Sơn trước, còn gọi là chùa hang đó. Mình đi qua cái chùa trong hang núi này đi, rồi mới đi ra phía ngoài bờ biển. Đây là bên cạnh ở trong chùa hang nè. Ở đây mình có cái clip mình đã làm trước đó rồi, cho nên mình không có quay giới thiệu kỹ về cái chùa hang này nữa. Thì ra khỏi chùa hang sẽ đi ra phía bờ biển ở Kiên Lương. Ngoài này người ta buôn bán rất là tấp nập nha, do tình hình dịch bệnh rồi cái khu du lịch này cũng đang sửa chữa nữa cho nên chưa có đi tàu để tham quan các đảo được, nên mình chỉ vào động Kim Cương này thôi. Đây là đường lên vào động Kim Cương. Đây là động Kim Cương, giá vào tham quan là 10.000. Những cây đèn hả gì? Hai. Hai cây. Hai cây đèn. Rồi bước xuống vào phải nha anh. Cái cửa hang hơi hẹp vô trong nó gồng. Đây nữa. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng mình vào tham quan cái động Kim Cương xem có kim cương trong này không các bạn ơi. Đường rất là tối cho nên người ta cho mình mượn hai cái đèn pin. Ngồi xuống nghe để u động nha. Dưới này rộng lắm. Mình đang xuống cái động Kim Cương các bạn ơi. Quên hậu chú nó đi tới đâu cùng đường. Đang vô động Kim Cương này các bạn. Đang xuống động Kim Cương các bạn ơi, đây có một lối đi. Này, thạch nhũ nó chảy xuống nè các bạn. Thạch nhũ nó chảy xuống nè. Đây, động Kim Cương đây. Có lối đi lên nữa các bạn ơi. Có lối đi lên. Đây có một thạch nhũ giống như cái chùm một số loài thạch nhũ trên đây nó chảy xuống nè.
dưới nè. Mình vừa khám phá xong cái động kim cương các bạn ơi. Hang động cũng tương đối sâu và cao. Nước chảy ra. Đâu? Thì nó ngấm xuống đó. Động cũng nhỏ các bạn ơi. Mình đi ra các bạn ơi. Lên mà khỏi đốt đèn. Cửa động tương đối nhỏ các bạn ơi, trong thì nó rộng nhưng mà vô tới cái cửa ra thì nó nhỏ lại, chỉ vừa một người đi thôi. Như vậy là mình đã ra tới cửa. Thì cái video về gì khám phá động kim cương, không có kim cương gì hết các bạn ơi, chỉ có mấy cái tảng đá nó chiếu hình giống kim cương trong này thôi. Do là tình hình dịch bệnh cho nên là tàu nó không có chở mình ra mấy cái ngoài đảo biển để tham quan được, cho nên mình chỉ hôm nay đến đây mình chỉ vào được động kim cương thôi các bạn. Còn đây là cái cảnh buôn bán rất là náo nhiệt luôn. Họ buôn bán hải sản ở ngoài bờ biển ở Kiên Lương mà các bạn. Biển ở đây thì nó không có được trong như mấy cái bờ biển như ở Nha Trang, Vũng Tàu luôn nha các bạn ơi. Chỉ là vừa phải thôi.
nên khách về đây là ít có tắm biển, chỉ có mấy em nhỏ mới thích nô đùa thôi, mấy em nhỏ ra tắm thôi, chứ thật sự ở đây là không phải là cái bãi tắm. Trên bờ thì người ta buôn bán rất là nhiều luôn, chủ yếu là thức ăn nước uống các bạn, có bàn ghế sẵn là ăn tại chỗ luôn. Tình hình Tết năm nay là người ta đi chơi cũng rất đông các bạn ơi, tuy tình hình dịch bệnh đó nhưng mà mọi người đi chơi cũng rất là đông. Thì cảm ơn các bạn đã xem cái video về khu du lịch ở chùa Hang. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.